Trong những năm qua, nông dân Bạc Liêu đã có những bước phát triển mới trong hợp tác xây dựng phát triển những mô hình làm ăn hiệu quả. Ngoài những mô hình truyền thống như trồng lúa, nuôi tôm, trồng cây ăn trái, trồng màu, thì bà con nông dân ngày nay đã phát huy truyền thống cần cù sáng tạo, lựa chọn được những mô hình hiệu quả có giá trị cao đưa vào sản xuất. Trong đó có một số mô hình tiêu biểu như mô hình nuôi lươn không bùn, mô hình nuôi dê, mô hình trồng cây ăn trái có giá trị cao. Một số hộ còn lựa chọn mô hình chăn nuôi động vật hoang dã để phát triển kinh tế, như nuôi rùa, nuôi rắn, nuôi chim le le và đặc biệt là nuôi cầy dòi hương. Được biết, trong những năm gần đây, mô hình nuôi cầy dòi hương còn được gọi là trộm hương được bà con nông dân thị xã Giá Rai rất quan tâm. Đối tượng vật nuôi này ngoài là động vật hoang dã thì nó còn có giá trị thương phẩm rất cao, sống trong môi trường nuôi nhốt nhưng cầy dòi hương vẫn phát triển tốt, thức ăn chủ yếu là cá tươi và chuối chín nên rất dễ tìm ở vùng nông thôn. Gia đình ông Hồ Văn Nguyện ở ấp 22, xã Phong Thạnh A, thị xã Giá Rai đã nuôi cầy dòi hương được 6 năm qua. Từ vài con giống ban đầu, trang trại của ông đã có gần 100 con lớn bé. Đó là chưa kể số lượng con giống, con thịt mà ông đã xuất bán trong những năm qua, với thu nhập đã trên 2 tỷ đồng. Cái mô hình ở đây là anh thực hiện từ ngày 11 tháng 11 năm 2017, đến đây gần 6 năm. Vậy là từ ngày thành lập nuôi ấy, vậy là có 5 con. 5 con thì nuôi thấy nó đạt kết quả thì cũng có mua thêm 7 con, tổng số mua là 12 con. Nhưng tới ngày hôm nay là thu nhập chắc cũng khoảng cỡ 2 tỷ, nhưng mà còn lại số lượng này chắc cũng gần 100 con. Dạ, 9 mấy con, còn lại khoảng 93 con, vừa bố mẹ vừa con hết. Dạ. Vậy xuất phát từ đâu mà anh chọn cái mô hình chăn nuôi cầy dòi hương để mình phát triển kinh tế gia đình vậy? Xuất phát từ lâm trường Kiến Già, Ngọc Hiển. Là người cậu nuôi trước đây chắc cũng 20 năm, gần 20 năm. Thấy hiệu quả cho nên... Thấy hiệu quả như về đây mới thành lập nuôi. Dạ. Rồi đối với khi mà mình nuôi con cầy dòi hương ở trên địa bàn thị xã Giá Rai này thì mình thấy nó phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng cũng như là thức ăn ở tại địa phương của mình không anh ạ? Nói chung ở đây là rất phù hợp. Dạ. Phù hợp hơn là mấy chỗ khác. Vừa là thức ăn, là vừa không khí, thời tiết coi như là nó rất phù hợp. Thức ăn sao anh có thể chia sẻ rõ hơn, như là con này nó ăn những cái thức ăn như thế nào? Con này ở đây là nó còn là muốn gặt cái là hoang dã của rừng. Là cái con rừng ngập mặn như vậy là cái con này nó ăn là toàn bộ đồ sống là hay nhất. Không màng luôn, cá coi như không màng. Con cá, cái ruột con cá có thể làm tiêu hóa cho con tròn. Cái dãy và cái kỳ con cá có thể là nó đủ cái chất cho con tròn. Như vậy là con tròn mình nuôi là nó rất dễ phối giống, cái thứ nhất, cái thứ hai nó ít cái bị rụng lông. Dạ. Như mình nuôi ở đây là chia sẻ cho cô bác người ta hết. Dạ. Nuôi không giấu giếm gì hết, chỉ sự thật hết. Con tròn mình muốn phối giống mau lẹ là ăn thua mình à, mình tắm thôi. Chuồng nuôi của mình đó là mình làm cho nó kín đáo, không có để con này nó đút giò đút đuôi qua con khác, nó tránh cái trường hợp nó bị cắn nhau. Nó cắn nhau nhiều khi cái mình không có kỹ cái lòng mình đó. Dạ. Thì con này nó đút đuôi qua bị con kia cắn mang theo con vít. Như mình làm cho nó kín chuồng trại mình thì cây gỗ, dán gỗ với là thiết với dây chì, dây cái này kia bằng dây chì. Thì được biết là đây cũng là một cái loại động vật hoang dã, thì khi mà mình xuất bán cũng như là mình hỗ trợ bà con khác gây giống trên địa bàn của mình cũng như trong và ngoài tỉnh thì mình đã được các cơ quan chức năng, đặc biệt là cái ngành kiểm lâm đã hỗ trợ như mình như thế nào ạ? Ở đây là nói chung cái ngành bên mấy anh bên cục kiểm lâm á, coi như mình lên là cũng vui vẻ tận tình giúp đỡ về mặt giấy tờ để cho mình đăng ký chăn nuôi. Thì cô bác mình tới đây nuôi thì bên mấy anh bên cục kiểm lâm thì coi như tạo cái điều kiện, cái hồ sơ nó gọn lại cho nó dễ dàng đặng cho cô bác mình tới đây là mạnh dạn chăn nuôi. Tức là anh cũng đã được cấp cái mã số cái hộ chăn nuôi rồi? Đầy đủ hết. Dạ. Cái mã số hoặc là cái giấy tờ mua bán gì là mấy anh bên kiểm lâm có thể giúp cho người dân là tiện lợi để mà chăn nuôi. Dạ rồi, xin cảm ơn anh. Chúc anh là tiếp tục phát triển hơn nữa cái mô hình chăn nuôi của mình ạ. Ông Lê Thanh Đoàn ở ấp 4, xã Phong Thạnh A, thị xã Giá Rai cũng chọn cây dòi hương là đối tượng chăn nuôi để phát triển kinh tế gia đình. Giá con giống cao nên ông đầu tư con giống ban đầu ít,
Nhưng nhờ cây dồi hương sinh sản xuất nhanh, một con đực có thể ghép đôi với 5-6 con cái. Mỗi năm, con cái sinh sản từ 2 đến 3 lứa, mỗi lứa đẻ từ 2 đến 4 con. Cứ thế, bầy cây dồi hương của ông tăng đàn nhanh chóng. Được diện tích đất rộng, ông bố trí khu chuồng nuôi trên mặt ao đìa và tận dụng phân trộn hương để nuôi cá tra, nên không làm ô nhiễm môi trường. Hơn 2 năm nuôi thì mình đã thu nhập từ cái mô hình của mình như thế nào ạ? Đầu ngay năm đầu anh nuôi, hồi trước anh nuôi 7 con à. Con nó đẻ được lứa anh giữ lại anh nuôi. Nuôi cái đợt nó đẻ thêm được mười mấy con cái anh bán. Anh bán đầu ngay năm đầu anh cũng được trăm ngoài triệu. Năm nay anh bán cũng 70-80 mà, nhưng mà năm nay nó mới nửa năm mà. Anh mới đẻ con đạt rồi, đợt thứ hai này nó cũng có bầu cũng nhiều rồi. Dạ. Nó đẻ rồi anh phối giống lại cũng nhiều rồi, tới khoảng cỡ tháng 8 đẻ cái. Rồi chắc tháng 10 anh phối giống lại cái gần Tết nó đẻ cái này. À, từ khi mà một cái con chồng con nó mới sinh ra thì tới cái lúc mình bán được á là mình nuôi khoảng bao lâu và chi phí hết luôn á là có bao nhiêu anh? Nói chung cái tháng đầu nuôi á thì con chồng mẹ nó đẻ ra nó tự nuôi lên đó à. Nó nuôi tới 1 tháng 10 ngày. Mình mới tách bầy ra, mình tách ra thì mình tách cũng khoảng nửa tháng mình mới bán. Mình nhưng vì kinh phí con chồng hồi nhỏ nó ăn ít lắm. Hồi nhỏ ví dụ 4 con tròn thì nó ăn khoảng ngày cỡ 3-4 trái chuối rồi mới tách bầy á. Rồi ngày thôi dần dần lên tới bán là con chắc một con ăn ngày cả 2 trái chuối. Thì một chuối một nải là nó 15 trái, 14-15 trái. Mà nải có 6.000 à. Theo tôi tính là lớn ít là hiện chồng con nó ăn ngày chưa tới 2.000. 1.000 mấy à. Thế là ngày bán nó ăn bự, mạnh ăn mà mạnh đó nha. Vậy tới lúc bán là mình bán một cặp là khoảng bao nhiêu anh? Là ngay anh bán 9 triệu. À, 9 triệu một cặp. Là gần 2 tháng đó, nuôi từ con bố mẹ nó từ ngày nó đẻ tới gần 2 tháng là bán cấp 9 triệu. À. Còn nếu mà bự nữa thì bán 11, 12 triệu. Hồi trước kia là con giống anh mua 1 cặp 7 triệu rưỡi. Nhưng mà nó chút xíu xíu mà anh mua người ta chút xíu à. Vợ anh nó nói trời con như con mèo nó không chịu mua à. Cái anh nói thôi kệ mua đại đi. Bởi vì anh thấy trên mạng, anh coi trên mạng đó. Rồi anh cũng quyết định anh mua. Đầu tiên 7 con mình cũng không dám mua nhiều nữa. Rồi mua 7 con thì nông ai nuôi mới có 8 tháng là nó được đó. 8 tháng nó gượng. 8 tháng nó gượng thì trong lúc khoảng 62-64 ngày trở lại là nó đẻ. Nó đẻ trong vòng 1 tháng 10 bữa là nó anh tách bầy nó ra. Rồi nó tách bầy ra mình nuôi được mười mấy 20 ngày vậy đó. Cái ta dằn cái mình bán. Ví dụ mình đi điều để mười mấy ngày thêm là con trọng nó ăn mạnh lắm rồi. Là nó khoảng có 800 gram mà 700 gram mà ra 2 tháng. Chúc anh tiếp tục phát triển cái mô hình này. Anh cảm ơn em nghe. Dạ, rồi, cảm ơn em. Cây dồi hương là động vật hoang dã, có giá trị kinh tế cao. Song đối tượng này nằm trong nhóm động vật hoang dã nguy cấp thuộc nhóm 2B, nên việc nuôi nhốt phải được sự quản lý nghiêm ngặt của ngành chức năng. Cụ thể là Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bạc Liêu. Vì vậy, để nhân rộng mô hình chăn nuôi động vật hoang dã như cây dồi hương, cần phải đăng ký và được sự đồng ý của cơ quan quản lý. Trong thời gian qua thì mô hình nuôi cây dồi hương đang phát triển, bà con cũng nuôi cũng nhiều. Dạ, giá trị kinh tế nó cao. Nhờ mà chính quyền địa phương á, hỗ trợ em thêm rồi này kia, cũng như giấy tờ thủ tục rồi cho nó dễ dàng hơn để bà con thuận tiện nuôi khi con cây dồi hương này để phát triển kinh tế gia đình. Hiện tại không riêng địa bàn xã Phong Thạnh A, nhiều hộ nông dân trên địa bàn thị xã Giá Rai có nhu cầu thực hiện mô hình nuôi cây dồi hương. Bởi mô hình không những dễ áp dụng, thức ăn cho cây dễ tìm ở địa phương và giá trị thương phẩm cũng rất cao, dao động từ 1 triệu 500 ngàn đồng đến 1 triệu 700 ngàn đồng một ký. Nên nhiều hộ mong muốn được thực hiện chăn nuôi loại động vật hoang dã này. Quý vị và các bạn thân mến, thì trong những năm qua là bà con nông dân của mình là thực hiện rất là nhiều mô hình chăn nuôi hiệu quả. Trong đó là một số mô hình có đối tượng nuôi là động vật hoang dã như là chăn rắn, rùa, cầy vòi hương. Thì một trong những cái số đối tượng nuôi đó là động vật hoang dã quý hiếm và nguy cấp. Thì để quản lý và chăn nuôi động vật hoang dã quý hiếm và nguy cấp theo đúng quy định của pháp luật sẽ là như thế nào? Thì hôm nay chúng tôi có gặp gỡ ông Giang Công Trường, trưởng phòng điều tra xử lý vi phạm về lâm nghiệp Công Trường. Thì trong thời gian qua thì tình hình chăn nuôi đối với đối tượng chăn nuôi là động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu của mình như thế nào ạ? Thì được sự phân công của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và giao cho Kiểm lâm trong vấn đề quản lý việc gây nuôi động vật hoang dã theo quy định pháp luật. Thì về cơ sở pháp lý thì dựa vào các cái nghị định của chính phủ như nghị định 06
năm 2019, rồi nghị định về quản lý động thực vật rừng nguy cấp quý hiếm, rồi nghị định 84 năm 2021 sửa đổi bổ sung cái nghị định 06 về quản lý động thực vật rừng hoang dã nguy cấp quý hiếm. Thì chi cục kiểm lâm cũng tiến hành là quản lý bằng cái cách là mình tuyên truyền vận động người dân thực hiện việc gây nuôi theo đúng các quy định pháp luật. Dạ. Thưa anh, đặc biệt là trong thời gian qua thì em thấy là cái mô hình là nuôi cày vòi hương rất là phổ biến, đặc biệt là trên địa bàn xã Giá Rai của mình. Mình đã có những cái bước hướng dẫn bà con như thế nào để mà nuôi động vật hoang dã đúng theo quy định của pháp luật ạ? Trên riêng trên địa bàn Giá Rai thì thời gian qua là nó tập trung nuôi cái con cày vòi hương. Thì nó là một cái loài động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm nằm trong nhóm 2B của nghị định 0684. Cho nên là đối với cái khu vực này thì chị cục kiểm lâm cũng rất quan tâm. Tổ chức hàng năm có tổ chức năm 22 có tổ chức một cái buổi tập huấn để tuyên truyền hướng dẫn cho bà con về cái vấn đề cái quy định về quản lý gây nuôi. Và năm nay cũng tiếp tục tổ chức một cái đợt nữa là thực hiện cái thông tư 26 về quản lý kiểm tra truy xuất nguồn gốc lâm sản, thì hướng dẫn cho bà con, chủ yếu là hướng dẫn cho bà con nắm các cái quy trình trình tự thủ tục từ gây nuôi cho đến khi mà xuất bán. Là trong quá trình nuôi thì cũng xuất hiện nhiều vấn đề, nhiều yêu cầu của bà con nông dân của mình. Như là khi mà bà con tăng đàn và muốn xuất bán cày giống như là cày thương phẩm trong nội tỉnh của mình cũng như là xuất bán ở ngoài tỉnh, thì mình bà con mình phải cần có những cái thủ tục giấy tờ như thế nào để mình làm đúng theo cái quy định hướng dẫn của quản lý đối với động vật hoang dã. Thì nói chung là cày vòi hương cũng giống như các cái loài động vật hoang dã khác, thì cái điều kiện đặc biệt nó là cái nằm trong cái loài nguy cấp quý hiếm, cho nên nó phải đáp ứng các cái điều kiện quy định pháp luật. Ví dụ như đầu tiên muốn gây nuôi hợp pháp thì chủ hộ, các cơ sở nuôi và các cái tổ chức cá nhân phải đăng ký gây nuôi hợp pháp với cái cơ quan quản lý, tức là đăng ký cấp cái mã số cơ sở chạy nuôi. Đó là cái điều kiện thứ nhất. Cái điều kiện thứ hai là trong quá trình nuôi diễn biến về, ví dụ như muốn cái đàn nuôi nó sinh sản tăng đàn thì mình cũng hướng dẫn cho bà con về cách ghi chép trong cái sổ theo dõi sinh sản cấp theo mã số để người ta ghi nhận, sau đó mình xuống kiểm tra tăng đàn cho người ta. Rồi khi cuối cùng là thành phẩm, khi xuất bán á, thì mình cũng làm cái hướng dẫn người ta cái thủ tục để mà xác nhận quản cây lâm sản để cho bà con người ta có thể là bán trong nội tỉnh cũng như xuất tỉnh đúng cái quy định pháp luật về cái thủ tục trong cái bản kê xác nhận nguồn gốc lâm sản. Dạ. Một lần nữa xin cảm ơn ông Văn Công Trường đã nhận lời trao đổi với chúng tôi về vấn đề này. Để hỗ trợ nông dân thuận lợi hơn trong đăng ký chăn nuôi động vật hoang dã, mà cụ thể là đối tượng cày vòi hương, trong những năm qua, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bạc Liêu cũng đã có nhiều buổi trao đổi, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật hiện hành để các hộ mong muốn thực hiện mô hình nắm rõ quy trình đăng ký chăn nuôi. Trong đó, mỗi hộ trước khi nuôi phải được cấp mã số chăn nuôi phù hợp, được cấp sổ ghi chép để theo dõi số lượng đàn trong quá trình nuôi. Khi xuất bán, được thực hiện thủ tục truy xuất nguồn gốc lâm sản dễ dàng. Để bà con nông dân chăn nuôi hiệu quả và có sự liên kết trong sản xuất, Ủy ban nhân dân xã Phong Thành A, thị xã Giá Rai đã định hướng thành lập tổ hợp tác để các hộ chăn nuôi mô hình vừa chia sẻ kinh nghiệm, vừa chia sẻ đầu ra để thực hiện mô hình chăn nuôi phát triển bền vững. Trong thời gian qua thì được sự quan tâm của trên, thì Ủy ban nhân xã cũng là chỉ đạo rất là quyết liệt các mô hình phát triển kinh tế đối với xã Phong Thành A, đặc biệt là mô hình nuôi trồng hương, trên dưới là hai mươi mấy hộ. Thì trên cơ bản là một số hộ là nuôi rất là hiệu quả, đem lại kinh tế rất là cao, là cái thu nhập thì mỗi hộ là trên dưới có những hộ là cỡ 1 tỷ đồng. Thì trên cơ bản để quản lý chặt chẽ là Ủy ban nhân xã Phong Na cũng là liên hệ với là chi cục là kiểm lâm tỉnh Bạc Liêu tập huấn về cái quy trình thủ tục cho bà con để đăng ký là nó đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Đối với xã, trong thời gian tới thì cũng chỉ đạo là thành lập cái tổ hợp tác nuôi trồng để tạo cái đầu ra, cũng như là để trao đổi các cái thành viên này, trao đổi để về kinh nghiệm nuôi cũng như là các cái kỹ thuật để nhằm thế nào để phát triển kinh tế hộ gia đình ngày càng hiệu quả. Đối tượng vật nuôi này có giá trị kinh tế cao nên con giống được xuất bán giá cũng rất cao.
Hiện tại, một cặp con giống trong độ tuổi sinh sản có giá dao động từ 15 đến 17 triệu đồng. Với giá trị cao, chính quyền địa phương cần phối hợp tốt hơn nữa với cơ quan quản lý động vật hoang dã để vừa nhân rộng mô hình, tìm đầu ra cho sản phẩm mà còn phải thực hiện đầy đủ cơ sở pháp lý để các hộ chăn nuôi đăng ký đúng quy định với cơ quan có thẩm quyền.